có hai loại bìm bịp được sử dụng để làm thuốc, đấy chính là bìm bịp to và bìm bịp nhỏ. Và khi sử dụng thì người ta thường sử dụng cả hai loại này luôn các bạn nhé. Về bộ phận sử dụng thì người ta dùng toàn bộ con bìm bịp đã làm sạch lông và bỏ hết nội tạng, dùng tươi. Theo đông y thì thịt chim bìm bịp có vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng là làm thuốc bổ máu, giảm đau, chữa chứng hư lao, suy nhược, chân tay nhức mỏi, ứ huyết, bầm tím, tê thấp, đau lưng. Và cách dùng như sau. Các bạn lấy con bìm bịp đem về ngâm rượu. Thường thì người ta dùng cả hai loại, loại to một con, loại nhỏ một con, ngâm vào với 1 lít rượu trắng, để từ 2 cho đến 3 tháng là uống được. Rượu thì rượu ngâm bìm bịp để càng lâu càng tốt. Mỗi ngày thì các bạn uống 2 lần, mỗi lần là 30ml. Các bạn không nhất thiết là phải chọn bìm bịp mỗi loại một con đâu, mà các bạn lấy loại nào cũng được. Mỗi một con bìm bịp thì chỉ tương ứng với nửa lít rượu thôi. Các bạn muốn ngâm nhiều rượu thì các bạn tăng số lượng bìm bịp lên. Trong trường hợp mà các bạn ngâm với các loại khác chẳng hạn, ví dụ như là tắc kè hoặc là một số thảo dược gì đấy chẳng hạn, thì các bạn có thể là thêm bớt làm sao để mà cho lượng các vị nó bằng nhau. Tầm 3 tháng là uống được, mà để hơn 3 tháng thì càng tốt, để càng lâu càng tốt mà. Ngày uống là 2 lần thôi, và mỗi lần là 30ml. Và tốt nhất thì các bạn cứ uống trước khi đi ngủ tầm 30 phút là được. Thực ra thì đối với rượu ngâm bìm bịp, người ta còn ngâm cùng với một số thảo dược khác. Thường thì người ta ngâm với các loại thuốc bổ, rồi các loại thuốc tốt cho gân cơ xương khớp và tốt cho sinh lý. Điển hình nhất là các loại sâm như là sâm cau. Người ta còn cho thêm cả tắc kè vào để ngâm nữa cơ. Thì khi mà người ta ngâm thêm cả tắc kè rồi cùng với một số loại sâm như là sâm cau vào, thì rượu có thể chữa được liệt dương, suy thận, hen suyễn. Rượu rất là thích hợp với thể trạng của người cao tuổi.